Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Tin Tang. Hôm nay mình sẽ review đôi Nike Dunk Low collab với lại Cloud, collab với lại Fragment với Formula Y. Ok, let's go. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua về thông tin của cái đôi giày này. Đôi giày này đã được release lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 5 năm 2023 ở trên Juice Store với dạng là raffle. Và đôi giày này đã được drop ở Sticker App vào ngày 14 tháng 6 năm 2023 với mức giá retail là $150. Ở thời điểm hiện tại, đôi giày này đang có giá trị resale tầm cỡ 215 cho tới $480, và những cái đôi size lớn thì nó có giá trị resale cao hơn. Đây cũng là đôi giày đánh dấu kỷ niệm 20 năm của Cloud, và thật sự để một cái brand trải qua 20 năm nó có rất là nhiều những cái quá trình khác nhau. Và đôi giày này cũng rất là đặc biệt khi mà nó là sự kết hợp giữa Nike, Cloud và lại Fragment. Thì đây cũng là một trong những đôi Nike với lại Cloud cuối cùng sẽ được cho ra mắt. Thật sự thì cái đôi giày này nó không có nằm ở trong cái plan của mình. Vào vài tuần trước thì mình có một cái video mình muốn cut off bớt những cái đôi đơn của mình, nhưng mà cuối cùng mình lại mua thêm một cái đôi đơn nữa. Thì thật sự mình thấy là nó kiểu không đúng cho lắm. Tuy nhiên là mình đã cop được cái đôi giày này với một cái mức giá rất là steal. Mình đã cop được đôi giày này ở trên Goat với mức giá total tầm cỡ 210-215 USD gì đó. Phải nói rất là steal, cho nên là mình không thể nào bỏ qua được. Nếu các bạn chưa biết, Edison Chen chính là founder của Cloud, và tên của Edison Chen dịch ra tiếng Việt đó là Trần Quán Hy. Thì mình nghĩ là nghe cái tên này các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc, bản thân mình cũng vậy. Thật sự mình nghe cái tên Trần Quán Hy nó rất là quen thuộc nhưng mà mình không biết mặt của ông. Nhưng mà cuối cùng thì mình biết là Trần Quán Hy chính là Edison Chen và là founder của Cloud, thì mình cũng rất là bất ngờ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review về chiếc hộp của cái đôi giày này. Như các bạn thấy ở đây, mình có một chiếc hộp có cái nền màu trắng, logo Nike với lại dấu swoosh màu đen. Và trên chiếc hộp này nó có những cái chi tiết rất là quen thuộc của Cloud, số 20 kỷ niệm cho 20 năm nè, những cái chi tiết quen thuộc của Cloud. Và trên chiếc hộp này mình không thấy có bất kỳ một cái logo Fragment nào ở trên đây, mình thấy khá là lạ ha. Và bây giờ thì mình sẽ unbox chiếc hộp của đôi giày này. Như mình chia sẻ thì mình đã cop được đôi giày này ở trên Goat, cho nên là nó sẽ có những cái sticker với lại cái nốt như thế này. Thì color and shape nè, material nè, stitching nè, sole nè, label tag nè. Nói chung là thông tin cái đôi giày này đã được verify bởi Goat. Tiếp theo đó chính là cái phần giấy gói. Thì cái phần giấy gói này nó có những cái chi tiết rất là giống với lại cái phần ngoài của chiếc hộp, vẫn là những cái logo signature của Cloud và số 20 kỷ niệm cho 20 năm. Và chất liệu của cái phần giấy lót này cũng khá là bình thường, không có gì đặc biệt hết. Ok, và trước khi mà mở cái đôi giày ra, mình có thêm một cái phần giấy lót nữa, cũng khá là bình thường, không có gì đặc biệt. Ok, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đôi Nike Dunk Low collab với lại Cloud, collab với lại Fragment với phong màu là white. Wow, rất là đẹp, rất là clean luôn. Và mình sẽ nói về cái điểm mình thích nhất của cái đôi giày này. Nếu các bạn nào là fan của Fragment cũng như là Hiroshi Fujiwara thì các bạn có thể biết đây là một cái phối màu phải nói cực kỳ signature. Đó là những cái lace này, cái phần lace với lại thân này á, nó sẽ mang màu đen, và phần collar cũng sẽ là màu đen, còn lại là một cái màu trắng hoặc là màu xanh gì đó rất là clean. Mình cực kỳ thích cái phối màu này, đây là cái điều phải nói là tiên quyết để mình cop cái đôi giày này luôn. Phối màu đã thuộc về Fragment rồi thì chắc chắn chất liệu phải là của Cloud. Như các bạn thấy, đây là một đôi giày sở hữu cái chất liệu siêu, chất liệu lụa phải nói là cực kỳ mượt mà và cực kỳ signature của Cloud. Yeah, mình rất là thích cái chất liệu của cái đôi giày này, những cái chi tiết kiểu Cloud này nọ ở trên cái đôi giày này phải nói nó rất là đẹp, rất là phù hợp. Thêm cái điểm mình thích nữa đó chính là cái phần collar được bọc bằng da ở đây. Như các bạn biết thì thật sự là những cái đôi giày cao cấp thì cái collar của nó mới được bọc bằng da. Cái điểm đáng tiếc duy nhất về chất liệu của cái đôi giày này đó là cái phần thân. Mình nghĩ là nếu mà Nike quyết định làm cái phần thân này bằng da luôn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà anyway, mình vẫn nghĩ là đây là một cái đôi giày nó sở hữu một cái chất liệu cũng như là phối màu rất là đẹp. Tiếp đến mình sẽ nói về chi tiết của cái đôi giày này. Đôi giày này được kèm theo một cặp dây màu xanh, và mình thấy là cái cặp dây này nó có một số họa tiết rất là thú vị, để mình lấy ra cho các bạn xem ha. Đây, như các bạn thấy, đây chính là cái cặp dây extra của cái đôi giày này. Một cái cặp dây phải nói rất là cứng cáp, và nó có một số những cái chi tiết kiểu giống như là chấm 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 trên nó, nhìn nó khá là thú vị ha.
cực kỳ thú vị luôn. Tiếp theo là ở phần gót, ở bên trái thì mình có chữ cloth và bên phải thì mình có chữ fragment. Ở trong cái phần insole thì một bên nó có logo kiểu 20 năm anniversary của cloth với lại fragment, còn một bên thì nó có logo của Nike với lại dấu Swoosh. Và cái phần insole ở phía bên trong cũng được làm bằng da, phải nói rất là đẹp. Phần quan trọng nhất không thể bỏ qua đó chính là concept của cái đôi giày này. Đôi giày này nó vẫn mang một cái concept rất là signature của cloth, đó chính là hidden layer. Khi mà các bạn cắt cái phần lụa này ra, các bạn sẽ có một cái phần da khác. Và da mình rất là thích cái chi tiết này. Cái điểm mình đáng tiếc nhất của cái đôi giày này, cũng như là cái điểm mình hơi vân vân khi mà mình khớp cái đôi giày này á, đó chính là cái bộ đế, cái bộ outsole. Thật sự là cái bộ đế này nó quá là clean để mình có thể mang ra ngoài đường. Nếu mà cái đế này nó có bị ố thì chắc chắn là mình sẽ rất là buồn. Thì đây chính là cái chi tiết duy nhất khiến mình không mang cái đôi giày này ngay lập tức. Và thêm một điều đáng tiếc nữa, đó là đôi giày này nó có quá ít những cái chi tiết của fragment. Thật sự giữa cloth và lại fragment thì mình thích fragment hơn. Tuy nhiên mình nghĩ đây là một cái đôi kỷ niệm 20 năm của cloth, mà fragment xuất hiện quá nhiều thì cũng không hay. Mình nghĩ là cái phối màu signature của fragment thôi là quá đủ rồi. Đối với mình thì đây là một đôi giày rất là đáng để sưu tầm, khi mà đây là sự kết hợp giữa Nike cloth và lại fragment. Cũng là một trong những đôi cloth cuối cùng được collab lại Nike rồi. Và thật sự á, là mình đã bỏ ra một cái số tiền khá là steal đối với cái đôi giày này, thì mình khá là hài lòng. Nếu mà các bạn thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu mà cái video này nó có một cái lượng view ổn thì chắc chắn là mình sẽ rock cái đôi giày này và có một cái video outfit cho các bạn xem. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thêm một lần nữa, peace out.